Rồi Di Cô Gái xin chào toàn thể quý anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Di Cô Gái nha. Hôm nay Di sẽ quay hướng dẫn anh em cách cắm giò của đánh bội ốc. Đây trước mắt anh em đây là bộ giò diệt nha anh em. Loại này thì nó dễ quýnh cho anh em mới chơi quýnh loại này nó dễ. Di cắm ngoài đất thì nói chung là quay cái giò này nó tàn hình quay anh em khó thấy quá. Hôm nay Di để hôm nay Di quay tượng trưng nha anh em. Rồi như là đây là cái bội nha anh em. Mình trước tiên mình mở bộ giò ra. Bộ giò đa số mấy bộ giò khác thì chỗ này nè anh em, cộng dây suốt này nó hay quýnh lâu ngày nó bị xoắn. Anh em vuốt nhẹ cái ga cho nó thẳng. Rồi còn giò bên Di nói chung là chỗ này nó ít bị xoắn. Đây là bộ 5 cây anh em. Đây mình cắm cách bội ra khoảng 2 cm nha anh em. Cắm hở lên mặt đất kia 1 cm đi. Đây cách bội ra khoảng 2 cm từ khi mấy con mồi trong bội nó chui ra nó bị dướng mấy này nè anh em, dướng vô chân hoặc vô cổ của nó. Okay. Kế tiếp chân thứ hai mình sẽ cắm dòng bội cũng tương tự vậy nha anh em, cắm hở lên mặt đất chút xíu. Đây chân thứ ba này mình hướng dẫn cho anh em mới chơi thôi, còn mấy anh em chơi lâu rồi thì anh em cắm sao cũng được, mỗi người có cái kiến thức cắm giò khác, còn em cắm như thế này. Đây anh em, đây em kéo ra ngoài, đây em cắm nó nghiêng chút xíu. Đây anh em, đây bộ 5 chân thì em sẽ cắm như thế này. Anh em nhớ lưu ý khi mình quýnh cu mình phải nhờ cái trí thông minh chút xíu nha anh em. Mình phải ép bội nó vô bên kia. Đây, bên đây là đừng cho nó đi bên đây. Bên đây thì trống, cho nó gớt xuống và khi nó đi xuống đây nó rù. Nó rù mà nếu như nó vô tới bội nó xây dòng bội chắc cú là mấy chân này sẽ lụm nó liền. Đây. Còn nếu như nó không dám vô tới trong bội, nó còn đứng ngoài đây nó rù nó chết với mấy chân này nha anh em. Đây là bộ 5 chân. Em hướng dẫn cho anh em mới chơi á, anh em nắm thì cũng nhiều anh em kêu làm clip hướng dẫn cắm giò đó anh em. Đây tượng chân như chân này cho anh em thấy nè, chỗ này nó cách cái bội ra khoảng 2 cm, từ cái dây suốt này nó cách mặt đất lên 1 cm. Để làm gì? Để con cu nó đi tới, khi nó gù cái ức nó sẽ đè cọng giò này xuống. Đây nó sẽ đè cọng giò này xuống là nó còn giữ nguyên cái trạng thái cái dòng bình thường, đúng không? Rồi cái tới nó lướt qua là cái chân nó còn cái dòng bự nó mới dính được cầm. Mà nếu như anh em cạnh sát xuống giày á, nó trạch xuống mặt đất như thế này nè. Đây, cái tư thế trạch mặt đất này anh em xem kỹ nha. Đây khi nó đè xuống nữa cái dòng của mình nó sẽ bị bé lại, cái dòng của mình nó sẽ bị bé lại với cái cọng dây suốt thì nó đụng đất nó vuốt không lẹ là đa số phần nó bị dính móng. Anh em cứ cầm lên hở mặt đất lên 1 cm chứ. Em đi quýnh cu đi với mấy ông già già ông chửi ông quản nói trời ơi mình cầm dòi lên trời không sao dính hay vậy đó chứ rớt xuống hơi gầy biết. Đây nha anh em. Rồi thì căn bản của Di biết nhiều Di chỉ cho anh em mới chơi bao nhiêu. Còn mấy anh em nào có ý kiến hay hơn thì để lại comment dưới bình luận nha anh em. Em cũng phải học hỏi nhiều thêm nữa chứ em như đó cũng chưa gọi là hay đâu. Em chỉ hướng dẫn cho anh em mới chơi thôi. Em biết cái gì thì em hướng dẫn cái đó. Đây. Khi anh em mà chị vô cái nghề đam mê này anh em nhớ một điều rằng mình có thể đi chơi con mồi dở, mình có thể đi trễ chút xíu, nhưng giò của mình tuyệt đối là phải chuẩn 100% nha anh em. Bởi vì khi vào tới bãi rồi anh em nghe đâu đó một con rừng mà nó kèm nó phóng nó làm dữ quá, tới lúc đó anh em mà rung tay rồi anh em sửa giò anh em làm giò không có kịp nữa đâu. Anh em sửa sạn sẵn ở nhà đi, anh em sửa sạn sẵn ở nhà giò anh em phải uống cho nó đẹp nó chuẩn. Cái bản tính chơi cu của em là vậy, còn anh em khác thì em không biết. Em thì em thà em có thể em chơi con mồi dở, có thể em đi trễ, nhưng giò của em là phải chuẩn 100%. Nhiều khi đi tới bãi rồi nghe con rừng mà
đá đấm rồ rù kèm dập đồ rồi, tới lúc đó hả, nói thiệt anh em tắm giò không có nổi nữa luôn. Lúc đó mình gói quá rồi, mình buông mình chạy không, cái giò nó không chuẩn. Đa số mấy anh chim hay bị sảy là cái lý do đó anh em. Mình cắm như vậy nhìn thấy nó chuẩn hơn. Còn nếu như anh em cắm hàng rào cũng được, em cắm mấy anh em cắm hàng rào thì anh em cắm gì thế này nè, đây hở lên mặt đất chút xíu anh em, nhớ đừng có cho cái đầu dây sau nó đụng lên cái dây trước nha anh em. Nó đụng lên dây trước là nó siết, nó búng, nó không có mạnh. Đây ví dụ như anh em nói đầu như thế này, em nói đầu cho nó đụng nhau như thế này đúng không, là khi con cua bên đây nó đi qua là đầu búng nó có nè, còn con cua bên đây nó đi lại nữa nó bị dướng cọng giò trước nè, nó siết không có nhanh được nè. Đây hình dung cho anh em coi, hay là sai tư thế nha anh em. Đó, con cua bên đây nó đi qua nè, nó dướng cọng giò trước nè, nó búng không được nè, nó búng nhiều khi nó búng hụt ra ngoài luôn nè. Anh em lưu ý điều đó, anh em phải cắm cái chừa cái lỗ hở như thế nào mà cho cọng giò nó chạy qua hai bên gì được nè. Đó. Rồi với cô gái cũng làm cái clip ngắn này gửi tới anh em mới chơi tham khảo. Rồi cũng chào tạm biệt anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe và ngày càng nhiều thu phục bội VIP hơn nữa nha. Cảm ơn anh em đã xem video, nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh Duy Cô Gái nha.